Thôi chào anh em, chào các bác nha. Tiếp tục em test con đẩy rau CDS 4200, con này 4 kênh anh em nha. À, gửi cho anh khách ở Hải Phòng nha. Đó. Thì kèm theo cái con men sẽ có dây nguồn nè ha. Rồi, hai cặp dây tín hiệu, tại nên là 4 kênh. Thì đây, dây tín hiệu đây. À, vang đấu từ vang. À, ra 4 kênh 1 2 3 4 ha. Đó. À, em đang đấu sẵn hai cặp loa luôn rồi, giờ em đang mở một cặp thôi. Đó là một cặp Nexo nè. À, rồi. À, xong rồi chúng ta sẽ nhỏ volume của cặp Nexo vào qua tới cặp tay noi là 4 kênh ha. Rồi anh em nghe thử nè, kết hợp với súp DB Cotic ha, K75XA, con súp trầm 40 rất hay của DB, em bán rất là nhiều. Rồi, đây là hai kênh của Nexo, là kênh 34 là nó nằm bên đây. Thì em sẽ hạ hết nha. Hạ hết. Rồi bắt đầu lên kênh 12 nè, volume nè. Đó. Lên hết volume của 12 luôn nha. Là cặp tay noi nè. Rồi. Là 4 kênh hoạt động ok hết ha. Bây giờ em sẽ mở một lượt 4 kênh luôn. Mở một lượt 4 kênh thì chúng ta phải có thêm một con trầm nữa mới đúng. Em là cấm có một con thôi. Mua hết 4 kênh chúng ta phải có con trầm nữa. Này em cấm có một con trầm thôi. Anh em ở đây so sánh chứng âm luôn nè. Cùng một con, cùng một thiết bị ha. Thì con Nexo á, cái tiếng trung và cái tiếng trap nó nhiều hơn. Còn con tay noi thì nó có cả mid bass ở trong đây luôn. Nó mid low nó có hẳn trong đây luôn anh em nha. Cho nên thường cái con này tiếng nó sẽ khá hơn anh em nha. Đó ha, lên em nghe nè. Và bây giờ em sẽ thử luôn cái tiếng mic của loa tay noi và loa Nexo cho anh em nghe ha. Đó, lên 1 2 5 6, lên 1 2. Đây là con tay noi ha. Bây giờ em hạ volume tay noi xuống. Anh em nghe cái tiếng mid bass của tay noi nó phê không? À, mid bass tay noi của thằng nó rất ok ha. Bây giờ chúng ta sẽ qua cái thằng đây là Nexo nè, cái tiếng nó sẽ khác nè. Lên 1 2 5 6, lên 1 2. Đó. Cái Nexo thì trường âm nó sẽ rộng hơn, nhưng mà cái mic bass nó không có phê như con này. Mà bộ lại thì cái tiếng này nó sáng hơn anh em nha. Đó, thì đó là một cái so sánh để cho anh em thấy là anh em sẽ chọn cái nào phù hợp với cái tai nghe của chúng ta nha. À, anh em nha. Đó, ha. Rồi, đây là con đẩy 4 kênh của anh khách nha. Đó. Nexo em không có qua rod của nó luôn, em đánh trực tiếp từ con vang 350 rồi V2 luôn nha. Tiếng rất là hay, tiếng mic cũng rất là đẹp và nó không có hú huyết, anh em nghe thấy không? Anh em là có nhu cầu các sản phẩm khác alo cho em nha. Con vang 350 rồi V2 3 triệu ha, tặng kèm dây tín hiệu, anh em không lấy dây tín hiệu trừ ra 100.000. Một là dây quang, hai là dây tín hiệu. Con mic DB Cotic 450 ba la mã nè. Con này là 3 triệu rưỡi anh em nha.
452 là mã 3 triệu rưỡi chứ không phải 4 triệu rưỡi à, em bảo nhầm giá cho anh em nha. 3 triệu rưỡi thôi anh em, mà tiếng nó rất là đẹp ha. Em alo lại cho anh em nghe nè. À. Lên 1 2 5 6. Lên 1 2 2. Tiếng rất đẹp anh em nha. Rồi. Thì đối với loa tai nôi VX12, cặp này đang có giá tại shop em là 29 triệu ha. Cặp Nexo BS10 cộng với controller là 36 triệu ha. Đó, con súp DB Cotec KS75SA, con này là hàng mới bảo hành chính hãng công ty. Giá em bán cho anh em là 10 triệu bao luôn có phí nha. Hôm trước là mình bán 9 triệu 750 không phí, nay bán 10 triệu bao phí. Con này ship bên em tiền ship rất là cao, lý do em ship hàng an toàn anh em nhé, cho nên phí nó cao hơn anh em ship bình thường. Giá của em nói em ship cũng phải cùng 3 đến 400 ngàn một con nha, không dưới anh em nha, đó là hỗ trợ em luôn. Rồi, thì sáng mai em sẽ đóng gói con CTS 4002 để gửi cho anh khách này. À, anh em nào yêu thì alo cho em các sản phẩm còn lại nha. Rất nhiều sản phẩm karaoke chuẩn bị về phục vụ anh em các bác nha. Chào anh em các bác.